Chào bạn, tôi là Dương Đức, là người quản lý sản phẩm trang sự trực tuyến Shop24h.com. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề đang rất hot hiện nay, đó là nấm linh chi có tốt cho bệnh tiểu đường hay không. Như bạn cũng biết, bệnh tiểu đường ngày nay không còn quá xa lạ với chúng ta, không những khá quen thuộc mà số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường ngày nay cũng tăng lên một cách rõ rệt. Ngoại trừ cái nguyên nhân từ gen di truyền thì những cái yếu tố khác từ cái thói quen ăn uống sinh hoạt cũng như là môi trường thì khiến chúng ta bị bệnh mà không hay. Bệnh tiểu đường thì gây ra những cái biến chứng vô cùng nguy hiểm như có thể gây mù lòa, tàn phế, đột quỵ, thậm chí dẫn đến tử vong. Chính vì vậy cần phải có những cái phương pháp hỗ trợ điều trị để người bệnh có thể thoải mái hơn trong học tập, làm việc cũng như hòa nhập với cộng đồng. Bệnh tiểu đường đang là một trong số những bệnh lý rất là nguy hiểm hiện nay bởi vì nó phát triển một cách thầm lặng, âm ỉ. Chỉ đến khi người bệnh có những biểu hiện ra bên ngoài thì mới phát hiện ra bệnh. Nhưng khi đó bệnh rất là nặng, dẫn đến việc hỗ trợ điều trị gặp rất nhiều khó khăn, gây ra những cái biến chứng cũng như những cái hệ lụy, thậm chí dẫn đến tử vong nếu như không có cái phương pháp hỗ trợ điều trị kịp thời. Nhưng rất may mắn, trong các nghiên cứu của các chuyên gia mới đây thì đã chứng minh được rằng đó là nấm linh chi có tác dụng rất tốt đối với căn bệnh này, bởi vì trong nấm linh chi có thành phần polysaccharide giúp làm giảm lượng đường trong máu một cách rõ rệt, giúp lượng đường trong máu ổn định không tăng cao, từ đó hạn chế những cái bệnh lý liên quan cũng như là cải thiện một số cái tình trạng mà bệnh tiểu đường gây ra như cao huyết áp, tình trạng lở loét, đột quỵ, vân vân. Khi đó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng sức khỏe chung của người bệnh. Ngoài ra cho nấm linh chi còn có thành phần polysaccharide có tác dụng khôi phục tế bào tiểu đảo tuyến tụy, từ đó giúp thúc đẩy quá trình tiết insulin. Nấm chi còn giúp ngăn chặn các tổn thương alloxan gây ra cho các tế bào beta tuyến tụy. Đây là nguồn gốc dẫn đến bệnh tiểu đường. Đồng thời nấm chi cũng giúp bảo vệ các tế bào beta tuyến tụy khỏi các gốc tự do gây ra bởi các hợp chất alloxan bằng cách trung hòa chúng với polysaccharide và các chất chống oxy hóa khác có trong linh chi. Như vậy, theo những nghiên cứu khoa học cũng như khảo sát thử nghiệm được công bố, nấm linh chi có tác dụng rất tốt đối với việc tăng cường nội tiết tố insulin, có tác dụng rất tốt trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nếu sử dụng một cách khoa học hợp lý. Khi có nhu cầu sử dụng, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia bác sĩ. Và một điều quan trọng nữa đó là bạn cần phải mua sản phẩm ở những cái nơi uy tín, có cam kết về chất lượng nguồn gốc cũng như là chất lượng của sản phẩm. Hiện tại, Shop 24 giờ của chúng tôi phân phối rất nhiều những sản phẩm nấm linh chi chất lượng của Hàn Quốc. Để tìm hiểu thêm về thông tin cũng như đặt mua sản phẩm, mời bạn truy cập trang web shop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video. Bạn có thể để lại số điện thoại trong phần comment để chúng tôi có thể gọi lại tư vấn cho bạn. Hoặc bạn có thể chat Zalo hoặc gọi điện theo số điện thoại 0976148590 để được hỗ trợ và mua hàng trực tiếp. Cuối cùng, xin chúc bạn cùng gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.